Xin chào các bạn đã trở lại với Xe Đầu Kéo Vlog. Hôm nay thì mình còn một ngày cuối cùng để chia tay Sapa và chia tay tạm thời chia tay với hai em bếp trên bản, thì mình sẽ được em Dũng, em Diễm là đưa về đến Hà Tĩnh. Trên đường anh em đi về thì đang hứa hẹn là còn cưỡi ngựa xem hoa dọc đường nữa, cũng chưa chạy thẳng về Hà Tĩnh đâu. Thì mình dự kiến là sẽ dừng lại ở Thanh Hóa chơi chút nhỉ Diễm nhỉ. Đấy, thì hôm nay anh em mình sẽ ăn cơm ở bên nhà hàng anh Hải để gọi là chia tay với hai em, rồi chia tay với anh Hải, chia tay với Sapa. Một năm thì không biết là để năm nay mình sẽ tính nhưng mà mấy lần đi Sapa, chứ còn từ Tết đến giờ là anh đi 2 lần rồi đấy. Hà Giang cũng 2 lần rồi. Và Diễm thì năm nào đi nhiều nhất là đi Sapa được mấy lần em nhỉ? Thấy tầm 3-4 lần. 3-4 lần. Không, tại vì kiểu giống như là năm như năm rồi là nhiều nhất, tại vì đi hành trình cứ ra các tỉnh này là cứ lại vòng về Sapa, xong lại vòng về Sapa. Thực ra thì nó thế này, giống như mình đi Sài Gòn thế thôi, đi vào đấy thì có em Diễm, em Dũng rồi các người bạn của mình ở đấy, thì cũng giống như là một cái nơi để mình dừng chân, mà giống như kiểu đại bản doanh ấy. Ở đây Sapa thì là cái nơi gọi là rất là nhiều cơ sở của anh Hải về ẩm thực, về đặc sản, cho nên là khi nào đi đâu anh em mình cũng tiện là phải ghé qua. Đấy. Thế bây giờ anh em mình vào đây tham quan chút xem trong này có mấy cái đặc sản gì trước khi lên ăn cơm, trong lúc chờ đợi anh Hải. Chào em nhé. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 ạ. Có người yêu chưa? Chưa. Thấy cameraman của anh sao, được không? Đây là có đặc sản của anh Hải thì các bạn biết rồi, là có thịt trâu gác bếp. Cái này bản này là 500 gram nhỉ? Dạ, cứ mỗi gói 500 gram. 1 ký là tặng một loại chẩm chéo. Chẩm chéo là bây giờ là đã có mẫu mới rồi cả nhà. Hiện tại thì chú Tú là chưa có bán lại, nhưng mà mẫu mới là cái hộp nhìn là độ hoàn thiện rất là cao, chất lượng là cao, đẹp. Rồi thứ hai nữa là được dập nổi hết từ logo Sapa TV, rồi có website. Ví dụ như của em Diễm này mà bán là có website của Phan Diễm nhỉ? Dạ đúng rồi. Với lại là in số điện thoại của cửa hàng Phan Diễm lên. Dạ đúng rồi. Mà nếu mà các bạn mà sợ mua phải hàng giả ấy, cái chẩm chéo này thì có thể vào website của Diễm hoặc là website Sapa TV đều có. Dạ. Đấy. Trên này và có cả tương ớt này, tương ớt Mường Khương này. Rồi hạt dổi Mắc Khén này. Ruốc cá hồi này. Chắc là tí nữa mình phải mua hộp ruốc cá hồi về cho con ăn. Ôi nhưng mà hang hồ mình lấy hũ măng ớt này lên ăn cơm. Măng ớt này. Ok đấy nhỉ. Nhìn ngon ha. Diễm thích ăn măng à? Dạ, măng này mà canh chua hay là mọi thứ đều ăn kèm ngon. Cái này là Mắc Khén. À. Đây là miến rong bình lư nha. Miến rong bình lư của bếp trên bản cũng bán đấy đúng không? Miến này xào hay là ấy, cái đó là ngon. Miến xào với củ dừa chi Diễm. Đúng rồi. Còn đây là có nấm hương này các bạn này. Măng khô. Măng khô này. Mà cái website là của anh Hải là sapatv.vn nha các bạn. Còn số điện thoại đặt hàng là 0974 686 389, hoặc là số 0844 999 989. Các bạn nhớ là liên hệ những số điện thoại mình vừa đọc để tránh mua phải hàng giả nhé. Nhiều người anh em mà thắc mắc là bị mua phải chẩm chéo giả các thứ ấy. Đây là có nước tắm dao đỏ, mật ong rừng. Rừng này là em có cái kỷ niệm là đi cùng với mọi người lên rừng. Nấu tâm thất. Rượu này, rượu men lá hạ thổ này. Còn bên này là có khấu vái lèng. Nên là các bác mà đi lên trên này ấy, thì khấu vái lèng mà mình hiện tại mình biết có hai cơ sở chính. Ở trong Sài Gòn thì có của em Diễm là bán tại 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hay quá, đúng rồi. Đó cũng là cơ sở bán cà gai leo của anh Tuấn. Đúng rồi, cả cà gai leo nữa. Dạ. Còn các bạn mà muốn mua cái hàng này có chất lượng tốt thì phải mua đúng địa chỉ, vì người ta chạy hàng giả nhiều. Sau này là Tú cũng sẽ sang tháng là bán, nên là quý vị cũng có thể liên hệ khấu vái lèng với Tú. Chuối rừng ha. Chuối rừng. Chuối rừng này cũng có 70 ngàn một gói này. Cái này về ngâm rượu uống cũng rất là được nhiều bác ưa chuộng. Uống thì nó cũng thơm thơm ngọt ngọt đấy. Đây là chuối nguyên quả. Đấy là đồ ngâm rượu đấy. Đây này là cái gì? Cái này là tấn khẩn. Cái này là tấn khẩn. Cái này để ngâm rượu luôn. 400k. Còn đây là có 3 kích tím. Đấy mình giới thiệu qua để các bác mà có ai thì có nhu cầu thì đặt hàng nhé. Nấm ngọc cẩu khô. Đấy, này có hướng dẫn sử dụng kích đầy đủ hết nha các bạn. Cái này một cái này bịch như này ngâm đến cả chục lít rượu ấy. Yeah.
Cái này cũng là mú tẩn này, đấy, cây mú tẩn, nói chung toàn là những đồ tốt cho sinh lý nam giới thôi. Bây giờ anh em mình lên nhà hàng nhỉ. Mà ăn thôi, hay bữa giờ mình thèm cơm không? Đúng rồi. Hôm nay anh em mình đã bàn bạc với nhau rất là nhiều rồi. Đi mấy hôm nay thì gọi là ăn quá là nhiều món ngon rồi. Ăn cá này, rồi ăn gà đen, ăn lợn bản, ăn đủ thể loại rồi. Thì hôm nay anh em mình quyết định là đặt một bữa cơm ở bên nhà hàng anh Hải đây, thì cũng có rất là nhiều món ngon đấy. Thì mình sẽ ăn cơm ở trên này. Rồi cuối cùng là đồ ăn cũng lên mà chưa đủ. Mời anh em nhá. Bây giờ ai cũng đói rồi. Mời em cơm đây. Mời nhà ăn cơm. Rồi. Anh em mình là trong lúc chờ đợi anh Hải thì đi dạo qua thị trường dưới cửa hàng rồi. Các bạn thấy rồi. Nhờ em Diễm pha anh ấy chẩm chéo nhá. Đấy. Ăn cơm thôi nhưng mà anh nhà hàng anh Hải đã chuẩn bị một tô ốc sẵn rồi này. Này anh em xem là chẩm chéo mới là đóng là rất là chắc chắn và chặt chẽ. Đấy. Đấy mình phải nói là chắc chắn và chặt chẽ. Chéo là vẫn 100. Cơm là nóng. Hôm nọ anh em mình đi ăn sáng mà ngay tại Lào Cai thôi mà cũng có bác mà mua phải hàng giả nữa chứ. Mua mà cái hộp mà đóng một nửa này. Kế phải giả không hoàng giả. Anh em mà hết sức lưu ý, mua là bây giờ là phải đúng nơi. Lúc nãy anh Tú còn gửi em, anh Tú hỏi là phải Facebook của em không? Đúng, đúng rồi, Phan Diễm mà nó đóng nó bán trên Shopee luôn. Mà ghi là chi nhánh Sapa TV tại Đồng Nai. Diễm là chưa có bán trên Shopee nhé anh em nhé. Không phải đâu, để không em Diễm thấy bản đó rồi. Nhưng mà em đang hôm nào sẽ nhờ. Cái này là anh em thấy là anh Hải đầu tư cái mẫu mã là chẩm chéo mới là rất là tinh xảo, xung quanh là dập nổi hết. Và nhìn cái hộp là rất là chất lượng, cho nên là tránh mua phải hàng giả là vào đúng địa chỉ website Sapa TV. Nhà hàng anh Hải đó vừa đặc sản nhưng mà mình ăn mấy hôm bắt đầu mình ngán rồi mình chuyển ăn cơm. Cơm ấy, đúng rồi, cơm vẫn là chân ái nhất. Mà anh Hải ơi, thế là sau ăn bữa ăn này anh em mình bắt đầu là bóng bàn đến cái việc là đi Đông Nam Á nhỉ? Nói chung là anh em mình sẽ chuẩn bị là đi Đông Nam Á. Anh em xem là nên là bắt đầu đi từ nước nào đấy và kết thúc ở nước nào. Anh em cho cái kế hoạch lịch trình để anh em mình đấy thì sau bữa ăn hôm nay là anh em mình bàn ấy. Mình đi Đông Nam Á chắc là mình phải bắt đầu từ Iraq em nhỉ. Đi từ Mông Cổ ấy anh. Thôi bây giờ mời cả nhà nhé anh em. Rồi, mình mời anh em trong lúc chờ đợi chẩm chéo xong thì làm tí rau cái đấy. Đúng rồi. Pơ anh mí ăn đi em nhé. Rau này gọi là rau mầm đá. Mầm đá cái này chắc phải dầm mấy trứng này anh. Rau đấy. Nước mắm này. Thịt lợn này, cắp nách xào. Đấy hôm nay sườn. Hôm nay cái này ăn cơm thì nói chung là hết nước chấm luôn. Đây anh xin. Toàn những món Phạm Dũng thích đấy. Mình anh em mình đi đâu được cái là luôn luôn là nhớ Phạm Dũng ấy. Rau ngon lắm nhỉ. Đây, xem cho mọi người miếng chẩm chéo nha. Muốn chẩm chéo đây. Mấy hôm nay là chưa có hạt cơm rồi, nào. Miếng cơm mà cho chị miếng cơm nha. Đây em. Mà cái lần đầu tiên mà mình lên nhà hàng anh Hải này mình nhớ là ngày đấy là ở Phú Thọ nhà anh Hải có đặc sản thịt chua với lại cá muối chua ấy. Ăn cơm cuốn lắm. Bây giờ là cái đấy nó hơi hiếm anh. Hết mùa hơn. Vâng. Đấy là món gì đây em? Cá kho à? Ui xa. Đấy. Anh em mình ăn uống này mấy món gọi là đặc đặc thôi. Tối nay sẽ tổ chức. Gọi là... Thôi mời cả nhà đi. Đây ăn món thịt lợn bản đây. Đấy. Ăn cơm này thì cuốn lắm. Ngon quá. Anh Mỹ đâu? Đưa anh gắp nào. Ở xa đây. Người em ăn món này xào cực kỳ đỉnh luôn. Không ngon thì không lấy tiền. Không ngon cho thêm tiền. Được không? Phải nói là xào ngon đấy. Đói quá. Thơm. Chị Tuyên đã chuẩn bị lên cho anh. Vâng. Đấy ạ. Hình như là còn có món giả cầy Phạm Dũng là yêu thích ấy. Em đi với Dũng là em biết là Dũng là kiểu nghiện giả cầy lắm. Cho nên là khi nào đi ăn cơm mà có quán nào có giả cầy là... Hả? Hả? Là giả cầy đúng không? Cho anh bát giả cầy đi.
Mình cứ nói dèm dèm đấy đây anh. Không. Có ai còn thèm thì nói không thì nói luôn. Không có gọi giả cây rồi từ đầu thôi mà. Món lạp sườn này em ăn Diễm ăn thử xem nào. Rán hay ngon hay hấp như anh em mình hay ăn thì ngon. Thế là rán là anh. Em thích ăn xào. Xào với tỏi nhỉ. Nó giòn giòn. Nhưng mà mình phải nói này, là mình khoái nhất là cái món ba chỉ xào với ba chỉ các bếp xào với cải mèo. Là cái món mà mình mà cực kỳ yêu thích ở ngoài vùng Tây Bắc này. Đây là món thịt ba chỉ này là của các bếp bên nhà bếp Trân Mạn á. Nó rất là thơm. Hàng Tết mang sang. Vâng. Món này ăn cơm không biết chán luôn đấy. Ngon. Nhưng mà nếu mà nhà bơ với em biết là đang có con heo to, nếu mà mổ ra rồi lại xẻ ra rồi lại làm các bếp tiếp đúng không? Mình ăn trước rồi là tính sao? Trả lời hay. Mình ăn trước đã rồi có gác thì tính sao? Mà anh Hải sang đấy thì cũng thường thường là sang Trung Quốc này là cũng có những cái món cơm như Việt Nam mình, nhưng mà có điều là đồ ăn thì khác hơn nữa anh nhỉ? Đúng rồi. Sang đấy là mấy hôm anh có ăn cơm không hay là ăn toàn là những cái đồ gọi là kiểu là giống như kiểu gọi là món gì nhỉ? Gọi là mấy món mà để dành nhậu nhất các thứ ấy. Đó, ăn đủ hết. Ăn đủ hết à? Mà mình nhìn cái quả mà ấn tượng nhất là anh Hải đi lên trên chỗ đấy cái gì nhỉ? Gọi là cái gì? Gọi dãy núi gì cao cao ấy nhỉ? Cái vùng gì nhỉ? Shangri-La, đúng rồi. Thế đấy là phải thở bằng oxy nhỉ? Cao hơn 4.000m so với mực nước biển. Bình thường mình đi lên Phan Xipang là đã khuyến cáo là phải đi lại từ từ vì là không khí loãng ấy. Ngọn núi là cao 6.000. À đấy ạ. Đôi Phan Xipang nữa hả? Lên nơi nhá. Oxy loãng. Một tí rồi đầu đau như bố bổ luôn. Ở đây là có đây là còn món bắp ngựa này. Sao nhìn đẹp ấy nhỉ? Tròn vo này. Hình như ở trên này là có nước chấm hay nước sốt gì rồi ấy. Mình ăn thử luôn đi. Thơm ấy nhỉ? Đó. À, anh em ăn chắc bụng nha. Tối nay là không say không về nha. Bây giờ mình ăn lo để mình đổ bê tông cốt thép cho chắc chắn nhá. Em hãy tiện mở anh cái lắp này ra luôn này. Đấy. Dũng em nhá. Phạm Dũng thế nào? Đạo diễn Phạm Dũng nhìn đã thấy cuốn thấy thèm chưa? Mọi người gắp món khác đi. Thôi, yên tâm mà anh đã để phần lại cho Dũng là nửa lồi nhá. Hai miếng cho anh xin bát. Ngon quá. Gọi mưa gọi chủ tịch lên chưa? Nãy lên gần tới rồi. À. Chắc chị đi bắt chơi lên nữa hả chị? Đầu năm thì vợ chồng anh Hải anh bận cũng khá là nhiều việc đấy nhỉ. Thấy liên tục luôn anh em mình mà lên Sapa đây chỉ có giờ ăn mới gặp được nhau thôi. Chứ còn là ngoài giờ ra là anh Hải anh chạy đi chạy lại nhiều việc lắm. Nẹt bô qua đường thôi nhưng mà dừng lại được. Không mấy khi mà gặp được đâu. Dũng thử hỏi em chị ăn cơm chưa, mời chị vào ăn cơm luôn đấy Dũng. Đấy, nghe tiếng poster. Chị Tuyên là lái poster là vượt đèo lên đây. Mấy cái ghế cho chị. Là chủ tịch lái xe thì biết tiến chứ biết lùi. Toàn đấy ạ. Lùi lên chưa được thạo mấy. Cô giáo mình ấy. Nói chung là sau khi áp dụng công thức bán hàng của cô giáo vào là ok đấy. Hai đứa bơ với ai Mỹ đợt vừa rồi học live stream về Tết bán được nhiều không em? Bán cũng được có bao nhiêu quý anh ạ. Anh thấy các em chăm chỉ hẳn.
Bây giờ nhiều món. Ô, chào cô giáo nhá. Trời ơi. Ăn cơm chưa? Cô giáo ăn cơm chưa? Em chưa. À đây vào ăn cơm với mấy anh em bọn em. Vâng. Em nghe bảo mấy em là chị hợp hành dữ lắm hả? Thôi mời cô giáo ăn cơm nhá. Ăn bữa trưa đạm bạc này à? Ui dồi ôi, thế này cơm này là gọi là không khác gì à, phải gọi như kiểu là đại tiệc rồi ấy nhỉ, đại tiệc cơm. Quá nhiều món luôn. Món nào cũng ngon. Chị lên một mình hay có chở thêm cameraman hay ai không? Ui dồi, đi một mình luôn à? Đỉnh đấy nhỉ. Khi chở đi thì vẫn là mình nãi rồi. Vâng. Hình như đi đông đỡ buồn chứ. Cái món xào lăn này hình như là có thêm cái lá móc mật vào, nó ăn nó thơm thơm, nó cuốn cuốn ấy. Ăn khỏe mà. Vâng. Vâng. Anh đi sang đây mấy hôm rồi? 3-4 hôm. À. Thế là kế hoạch là bọn em là bao giờ xuất phát? Bọn em là đi hành trình đi các bản biên giới. Các bạn biết rồi, với lại anh Tú sẽ đầu kéo là chắc là đợt này anh Tú sẽ đi về cùng anh chị Dũng Diễm, xong là nghỉ mấy hôm rồi mới đi anh. Bây giờ thế này, vì là nó sẽ có hai kế hoạch, đó là kế hoạch anh Hải cũng đang muốn đưa các bé đi Mông Cổ à? Hay là đi đâu? Có đi không? Chưa biết à? Vâng. Thì đấy rồi, với kế hoạch thứ hai là kế hoạch anh em mình đi Lào. Thì cái này đi Lào, đi Đông Dương, đi Thái, gọi là Đông Nam Á thì nó cũng là cái kế hoạch mà cũng là ưu tiên từ cuối năm ngoái là Dũng đã bàn với em rồi ấy. Cho nên là bây giờ phụ thuộc vào anh với lại Dũng cứ lên lịch trình thôi. Còn lại xe cộ thì em đã liên hệ được người ở bên đấy rồi, là đã anh đấy là thông thạo về đường xá cả bên Campuchia, cả Lào, cả Thái Lan luôn. Anh là người Lào và nói được tiếng giao tiếp với Thái Lan được luôn, cho nên là mình đi cũng gọi là yên tâm đấy. Nói chung là chỉ cần anh với Phạm Dũng bàn bạc với nhau về giờ giấc là em sẽ đặt cọc cho anh ấy sang điện Sài Gòn đón mình đi. Vâng. Nghe vậy ok đấy nhỉ. Thì cái xe nhá, là nó sẽ xuất phát là sang bên Campuchia thì nó tiện hơn. Mình sẽ đi qua cửa khẩu Mộc Bài rồi sang Phnom Penh, thủ đô Campuchia, rồi đi sau đó là chơi đấy, rồi bắt đầu đi xuống Siem Reap này, xuống mấy cái đền Angkor Wat ấy, kỳ quan của bên Campuchia. Mình đi mấy điểm đấy, sau bắt đầu là mình mới sang đến miền Nam của Lào, bắt đầu là đi dọc lên. Nói chung là địa hình đấy thì em đã đi qua rồi ấy. Chưa có định hình được nhưng mà đi thực tế. Tuyến đường đấy thì anh đã đi qua hết rồi. Nhưng mà nói chung sang đấy, nói thật sự ra ẩm thực Việt Nam mình ấy vẫn là phong phú nhất. Còn sang đấy anh em mình đi xác định khám phá và trải nghiệm những cái mới mẻ thôi, chứ còn về ẩm thực nó sẽ không có nhiều món như của Việt Nam mình. Đấy. Tốc độ mạng cũng không khỏe bằng Việt Nam nhá anh Hải nhá. Cũng là một điều mà tải được video không? Tải được mà em sợ chậm, cũng là điều lo ngại. Thì nói chung là hôm nào mà các bác xem mà không thấy video anh em mình là biết hôm đó là không có mạng. Vì như kênh của anh Hải đây, một video có khi cả 100 GB ấy nhỉ. Đúng rồi. Chứ còn không đến 100 GB đâu, 99 GB. Mấy chục GB. Còn bình thường anh em mình đây đã 30-40 GB rồi. Đấy thì để em nói chung là nói trước các anh là về cái lo ngại nhất, lớn nhất đó là về tốc độ mạng. Đấy. Thấy em chết dở ấy. Tức là mình nói những cái khó khăn ít rồi. Mình để tập trung đẩy mạnh cái thuận lợi. Chỉ mỗi cái đấy khó khăn nhiều quá là anh em ở nhà luôn. Thuận lợi ấy, thì bây giờ chuyến này đi anh em mình sẽ không tự lái xe sang nữa. Mình sẽ thuê một cái xe đấy đi và chở anh em đi. Một cái xe 10 chỗ. Thì chở đi rồi tập trung là đi, rồi nói chung là nghỉ ngơi thoải mái để quay. Đấy là cho nó thuận lợi. Và cái xe đấy nó nằm ở giữa là nước Lào thì có thể di chuyển được sang nhiều nước. Thế còn bây giờ mình đi thì những cái thủ tục và những cái vấn đề liên quan về đường xá rồi xe cộ rất là phức tạp. Thì có thể sang những nước như Lào chẳng hạn thì cái chất lượng đường xá nó xấu thì mình đi nó không tốt cho xe mình. Nên là mình đi bằng cái phương án đấy là nó hay hơn. Đấy. Okay đấy. Vâng. Tập trung lái xe, mình không ngắm được cảnh xung quanh. Vâng.
Đấy thì thôi, có lẽ là bây giờ Tú cũng sẽ xin dừng clip để cho mọi người là cùng ăn cơm, rồi cho Phạm Dũng vào ăn cơm nữa. Thì hôm nay cảm ơn anh Hải nhé, rất là nhiều. Đây, luôn luôn là đón tiếp anh em tại Sapa, rồi cô giáo nữa. Cô giáo đây này là vừa rồi các bác ở bên Mỹ về ai cũng khen bên ngoài trẻ hơn đúng không? Rồi Apple ái mí nhá, chúc năm nay là lấy chồng nhá. Chúc mừng Diễm. Đi với nhau đúng rồi, vừa rồi là sinh nhật rất là tuyệt vời nhỉ. Hai anh em là sinh nhật cùng tháng. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cả nhà nhớ là mua những đặc sản thì hãy vào những số điện thoại mà Tú đang ghim ở dưới màn hình đây nhá. Chào cả nhà nhá. Bye bye. Ok. Em Tú xin